Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Sư Hiệu. Em xin kính chúc toàn thể quý khách có một buổi tối thật vui bên gia đình thân thương của mình ạ. Cảm ơn các bác vì đã có mặt trong ca live buổi tối ngày hôm nay. Tối nay thì bên em sẽ lên cho các bác một cái lô sản phẩm vẫn là áo thun hàng hiệu nha các bác. Chúng ta vẫn có những cái mã sản phẩm áo thun của những cái thương hiệu như là Nike, Adidas, Puma đầy đủ nha các bác. Giá bán thì ngày hôm nay bên em sẽ để đồng giá là 70.000 cho một mã sản phẩm nha các bác. Chỉ có 70.000 thôi nha. Một chút thông tin lưu ý về cái lô sản phẩm ngày hôm nay nha các bác. Thứ nhất, đây sẽ là hàng áo thun với mức giá bán đồng giá 70.000. Các bác sẽ vẫn được free ship toàn quốc nếu như mua từ 3 mã trở lên nha. Mua từ 3 mã trở lên bên em sẽ free ship toàn quốc cho các bác luôn. Còn mua dưới 2 mã thì các bác vui lòng chịu phí ship giúp em nhé. Thứ hai, vì đây là cái lô hàng bán với mức giá 70.000 nên bên em sẽ không bao đồng kiểm hàng nha. Không bao đồng kiểm hàng. Đây nó vẫn là những cái lô sản phẩm hàng hiệu, vẫn là hàng hiệu 100%. Nhưng bán với mức giá này thì bên em sẽ không bao về cái độ mới nhé. Có những con độ mới cao, có những con độ mới nó không có được quá cao đâu. Thì các bác mua về với cái mục đích các bác mặc ở nhà, mặc đi làm, mặc đi lao động giúp em nhé. Hàng hiệu thì vẫn còn rất là nhiều. Bên em bán sản phẩm thì phân loại hàng với giá bán nó rất là rõ ràng nha các bác. Với mức giá 70.000 thì các bác mua về với cái mục đích mặc đi chơi, mặc đi làm, đi lao động giúp em nha. Nó vẫn là hàng chính hãng của Nike, Adidas thôi. Nhưng mà độ mới nó sẽ không mới như là cái lô hàng tuyển. Lưu ý giúp em nha. Lô hàng này mua 3 mã free ship. Thứ hai, không đồng kiểm hàng. Đó, thứ ba, không bao về độ mới nha. Rồi, bây giờ em sẽ bắt đầu vào sản phẩm cho các bác luôn nha. Chỉ 70.000 thôi nha các bác. Trước khi vào những mã áo thì em cũng về cho các bác được vài con quần. Và quần này thì bên em cũng bán đồng giá 70.000 luôn. Quần thì độ mới cao nhá, 70.000 luôn ạ. Đó, mấy con quần này các bác mặc chơi thể dục thể thao, mặc ở nhà xem là cũng rất là ok nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với mã U. Mã U nha các bác. Cũng nhiều đấy, ngày hôm nay nó cũng gần 100 mã sản phẩm nên bên em sẽ đi nhanh nhá. Còn sản phẩm bên em cũng sẽ tư vấn và đọc mã trực tiếp luôn nha các bác. Tư vấn chiều cao cân nặng và đọc mã trực tiếp luôn. Các bác nghe rõ mã giúp em nha. Rồi vào cho bác, các bác con U1 này. U1 lên cho bác một con quần Oasis rất đẹp nha. Một con quần thể thao của nhà Oasis. Đó, quần thể thao Oasis của Nhật Bản nha. Con này thì quần rất là mới, còn rất là đẹp. Có túi nha, con này có túi luôn. Với quần thì em sẽ tìm cái thước và em đo cái vòng bụng cho các bác luôn, cho các bác dễ mua nhé. Quần ấy, quần thì bên em phải đo, quần nó có tầm chục mã thì em sẽ đo vòng bụng chiều dài quần cho các bác luôn nhé. Còn áo thể thao thì nó chỉ có size S, M, L thôi, các bác cứ mua đúng size cho em nhé. Bởi vì hàng nó rất là nhiều, em không thể đo được cái thông số chi tiết cho các bác đâu. Mua theo size giúp em nhé. Rồi mã U1 này. U1 con này vòng bụng từ 78 co giãn ra 80 đi. Nói chung bác nào bụng 78, 80 mặc đẹp nhé. Chiều dài sẽ là 56, 58. Một con quần Oasis chính hãng nha. Chất liệu thể thao, bụng chùn, co giãn, quần còn mới còn đẹp nhé. Hàng chính hãng Oasis. Con này nó rơi vào tầm size M đấy các bác, size M nhé. 70.000 thôi. Lên cho em mã U1 đi, con này đẹp. U2 này, U2 lên cho bác thêm một con Oasis. Con này màu đẹp lắm. Con này thì nó không có túi. Con này không có túi, nó giống như là cái quần các bác mặc, các bác chơi bóng đá đấy. Con này giống như là quần bóng đá đấy. Đẹp lắm, màu đẹp. Mấy con này các bác mặc ở nhà cũng đẹp này. Con Oasis này size của nó là size S nhé. Bác nào mà cỡ 50-55kg mặc đẹp cho em con Oasis này nhé. Con này nó sẽ là size S, quần mới tinh. Đó, vẫn là quần chính hãng của Oasis nhé. Oasis thì nó thương hiệu của Nhật. Hàng của nó làm thì cũng siêu đỉnh luôn ạ. Con này 50-55kg thôi. Con này vòng bụng là 70 co giãn cho tới 78 cho em nhé. Vòng bụng 70-78. Con này là hàng của Oasis size S này. Size S nhé, 50-55 cân. Các bác lên cho em mã U2 nhé. U2 70.000 luôn. Các bác cố mua đến 3 sản phẩm để được nhận free ship nhé.
U2 con này size S nha. U3 con này size S luôn. Con này cũng size S này, 50-55 cân. Con này cũng là quần bóng đá nhé. Con này hàng của thằng Lê Cốp Sportif, size S nha. Đó, bác nào mà size S thì lấy cái mã này cho em về mặc bóng đá này, chơi bóng đá, thể dục thể thao, mặc ở nhà cũng được, mặc đi ngủ cũng được nhé. Con này 50-55 cân thôi, hàng của Oxit nha. À, hàng của Lê Cốp nhé. Đẹp, mới. Mấy cái dòng quần bóng đá nó sẽ không có túi nhỉ. Con này size S 50-55 cân. Lên cho em mã U3 nhé. U4 này. U4 con này cũng đẹp. Con này hàng của Oasis. Con này cũng không có túi đâu nhé. Này, đẹp chưa? Quần Oasis, chất thể thao nhé. Con này size là size L nhé. Size L nhé các bác. Vòng bụng con này sẽ là 80 nhé. 80 cho tới 90 mặc đẹp, size L. Con này chất thể thao này. Đó, các bác mặc ở nhà nó cũng đẹp, mặc chơi thể dục thể thao là quá ổn rồi. Độ mới cao nhé, 70.000 vậy ạ. Lên trên mã U4 nhé. U4 70.000, hàng của Oasis, chất thể thao, quần rất mới. Chất rất đẹp. Nó có tầm chục quần nên không có nhiều đâu nha các bác, chục quần thôi. U5 này, U5 lên giúp bác một con Nike. Con này Nike hàng thời trang thôi, chứ nó không phải là hàng. Con này hàng thời trang Nike nhá, hàng Rep 11 ấy. Nó không phải hàng chuẩn đâu. Nhưng mà con này độ mới nó rất cao. Độ mới rất cao nhá. Đó, mới lắm, chất thể thao của nó cũng rất là đẹp. Size con này nó dư tầm size M nha các bác. Vòng bụng con này là 78 nhé. Vòng bụng 78, co giãn ra 84 cho em. 78, co giãn 84 nhé. Có 60-65 cân mặt đẹp. 60-65 cân mặt mã này cho em nhé. Size M. Lên cho em mã U5 này. Con Nike này rất mới. U5 nhé. Có túi, con này có túi ạ. U6 này. U6 lên cho bác một con quần của Mizuno nhé. Mizuno, con này thì quần của nó sẽ là quần form quần của bóng rổ đấy. Quần bóng rổ của Mizuno nhé, con này phối cũng rất đẹp. Size con này nó rơi vào tầm size XL này. Con này 75-80 cân mặc đẹp nhé. 75-80 cân, phối đẹp lắm. Quần của Mizuno chất thể thao. Các bạn nhìn cái bo bụng nó làm dày cộp luôn. Con này bụng 82, có giãn 90 nhé. Bụng 82, có giãn 90. Nói chung size nó rơi vào tầm size L, size XL đấy. 75-80 cân mặt đẹp, mã này cho em nhé. Lên cho em mã U6 đi. U6 nhé, quần của Mizuno, hàng chính hãng luôn, 70.000 này, đẹp. U7 này. Ngày hôm qua em bị sốt nên em không có lên được. Xin lỗi các bác nhé. Ngày hôm nay thì sức khỏe nó ổn định rồi mới tranh thủ lên cho bác cái lô hàng này. Con này vòng bụng 82 nhé. Vòng bụng 82, con này cạp chết. Nhưng mà nó có dây rút nhé, dây rút ở bụng con này nó cũng mới 99-100% luôn. Con này hàng của Amber Crombie Fitch, một con quần rất đẹp để các bác mặc đi biển này. Quần đi biển nó sẽ có hai lớp nha các bác. Hai lớp nhé, bên trong nó có một cái lớp lưới ạ, mới tinh nhé, mới tinh. Đó, hàng chính hãng Amber nhé, con này đẹp lắm các bác ạ, con này siêu đẹp. Vòng bụng 80 nhé. Vòng bụng 80, con này dài 42, bụng 80 dài 42. 70.000 cho con quần này quá đẹp rồi. Hàng Amber Crombie Fit thương hiệu Mỹ đấy các bác, mua mới nó đắt lắm. Lên cho mã U7 nhá. U7 ạ. U8 này. Mã U8 nhá. U8 lên cho bác một con quần thời trang của thằng Beat Hub. Con này size của nó rơi vào tầm size XL nha các bác. XL. Con này vòng bụng của nó sẽ là 86, co giãn ra 90 nhé. Vòng bụng 86, co giãn 90, bác nào 75-80 cân mặt đẹp. Con này chất của nó cũng là cái chất thể thao đấy. Con này phối đẹp lắm. Đó. Mấy con này các bác mặc ở nhà mặc đi chơi cho em quá đẹp rồi. Chất thể thao cực kỳ dày dặn luôn. Con này nó có túi nhé. Phối đẹp. Mới nhé, quần rất là mới luôn. Size của nó rơi vào tầm size XL nhé. XL cho em này. Con này mới đẹp. Đó, 70.000 thôi. Lên cho em mã U8 nhé. U8 mới tinh.
U8 ạ. U9 này lên cho bác một con quần bóng đá nhé. U9 lên cho bác một con quần bóng đá của nhà Kappa này. Đó, bác nào mà chơi bóng đá thì lấy con Kappa này cho em là đẹp. Phối màu của nó sẽ là phối màu bã trầu ấy. Phối màu của thằng AS Roma. AS Roma nhé. Size con này nó sẽ rơi vào tầm size XL nha các bác, size XL. Vòng bụng 86, co giãn 94, vòng bụng 86, co giãn 94 nhé. Quần bóng đá phối màu của AS Roma, quần chính hãng của Puma nha. Mới tinh, size XL nha. Con này các bác lên cho em mặc U9 nhé. U9 70.000, U9 70.000. U10 này, lên cho bác một con quần thể thao, con này quần thể thao của Nike, Nike Dry Fit nhé. Cái này size của nó cũng là size XL ấy. Cái này quần thời trang thôi, nó không phải quần chính hãng của Nike đâu nha các bác. Cái này bụng 84 này, co giãn được tầm 94, bụng 84-94 mặc đẹp nhé, size của nó rơi vào tầm size XL. Đó, cái này là bản hàng 11 của thằng Nike thôi, chứ không phải là hàng chuẩn của Nike đâu nha, lưu ý giúp em. Hàng bên em mà từng mã là báo cáo chi tiết cho các bác nó là loại hàng gì nhá. Cái này quần thời trang thôi, nhưng mà chất nó đẹp, chất của nó là chất thể thao. Có túi hai bên luôn, chất liệu dày dặn, bò chun rất là dày nhá. Đó, mặc mấy cái này các bác mặc ở nhà chơi thể dục thể thao cho em mà đẹp. Vòng bụng 84, có giãn 94 nhá. Dài quần là 65. Rồi mã quần cuối cùng, mã quần cuối cùng. Lên cho em mã U10 nhá. U10 70.000 luôn. Rồi giờ em sẽ bắt đầu lên áo cho bác này. Áo thì em tư vấn về size cho bác luôn nhé. Áo thể thao thì bác lưu ý này, nó chỉ có size S, M, L, XL. Đó, hàng này bên em không có đo chiều dài, chiều ngang, chiều rộng được đâu. Nhưng mà bên em sẽ tư vấn chuẩn chỉ cho bác luôn. Cứ mua đúng size mặc cho em nhé. U11, bác nào mà chơi bóng đá thì lấy cho em mã này nhé. Hàng của thằng Lotto Italy đấy ạ. Áo bóng đá của nhà Lotto nhé, con này mới tinh, con này chất liệu thể thao. Đó, đẹp chưa? Áo chính hãng của Lotto nhé. Mua mới nó siêu đắt đấy các bác ơi, chứ đừng có nói là giá 70.000. 70.000 mà mua được con Lotto này thì quá là đẹp rồi. Nó là kiểu như là giá tri ân rồi. Rồi con này chất thể thao, áo bóng đá của nhà Lotto, size M, 60-65 cân mặc đẹp cho em. Con này thì mới tinh tươm, không lỗi lầm gì nhé. Mới tinh tươm, không có lỗi lầm gì trên con áo này nhé. Số 24 Mika, size M cho em này, 60-65 cân mặc đẹp, áo bóng đá chính hãng của Lotto, lên cho em mã U11. U12 lên cho bác một con áo chất cốt tông mỏng, chất cốt tông mỏng của nhà Nike nhé, big logo của Nike này. Đó, con này size M nhé, chuẩn size M luôn. Bác nào mà kiểu đang mặc áo thun thể thao size M thì lấy nhá. Con này em tư vấn cho các bác là cứ tầm 60-65 cân mặc đẹp. 60-65 cân mặc đẹp nhá. Áo chính hãng đấy nha các bác, chứ không phải là áo hàng giả, hàng fake đâu ạ. Hàng bên em vẫn bao là hàng chính hãng nhá. Nhưng mà cái độ mới nó sẽ không kiểu không có xuất sắc, kiểu 90-95% như cái lô hàng tuyển. Nên bên em bán giá đồng giá 70.000 cho các bác, với săn về các bác. Có thể mặc, các bác mặc ở nhà, mặc đi làm, mặc đi lao động nhá. Tất nhiên trong cái lô hàng này vẫn có những con áo nó rất là ngon, với cái mức giá nó chắc chắn, cái chất lượng nó sẽ tốt và nó cao hơn giá 70.000 rất là nhiều nhé. Đó, nhưng mà bên em vẫn để đồng giá 70.000 cho các bác lấy luôn. Cái này size M cho em nhé, hàng chính hãng Nike, độ mới cao nhé, big logo luôn, 70.000 thôi. U12 size M. U13 lên cho bác một bản áo cốt tông mỏng của Under Armour, độ mới áo còn rất là đẹp. Con này size L nhé, size L, 70-75 cân. Chúng ta vẫn có cái logo của Under Armour trước ngực này. Màu đẹp, độ mới cao nhé, chất cốt tông mỏng mát, mặc mùa hè cho em quá đẹp. 70.000 lên cho em mã U13. U13 nhé, U13 con này size L, 70-75 cân, mặc đẹp cho em nha các bác. U14 lên cho bác thêm một bản cốt tông của nhà Nike. Vẫn là một con áo t-shirt, một con áo thun cổ tròn của nhà Nike nhé. Con này size của nó sẽ là size S, size để trên áo là size S nha. 50-60 cân mặc đẹp cho em nhé. 50-60 cân mặc đẹp cho em con này nhé. Lên cho em mã U14. U14 nhé. U14, just do it. Nó vẫn là áo chính hãng của Nike nha các bác.
Rồi, U14 nha. Con này độ mới cũng rất là cao. U14, lên cho em mã U14. Con này 70.000 luôn. 70.000 nha. Tiếp theo U15 này, lên cho bác một bản của Uniqlo Zip. Đó, nó phối cái chữ Zip ở trước ngực áo nha, áo còn rất là đẹp ạ. Con này size XL nha, size XL, XL nha, 75-80 cân. 75-80 cân mặc đẹp, con này chuẩn size XL nha, hàng Uniqlo. Áo là áo Zip nha. Màu xanh rất là đẹp, màu xanh rêu ạ. Áo mới nha, con này áo còn rất là mới. Lên cho em mã U15 nha, U15, 70.000 luôn. U15, size XL. U16, đẹp chưa? Bản Nike Barca này. Nike Barca nhá. Size con này là size S nhá. Size S con này cũng là SO ấy. Size SO nhá. Con này tư vấn cho bác là cỡ 50-55 cân. 50-55 cân mặc đẹp. Lấy cho em bản Nike chính hãng Barca này đi. Chất cốt tông mỏng nhẹ mát, độ mới cao nhá. 70.000 thôi. Lên cho em mã U16 nhá. U17, lên cho bác một bản của nhà Playboy. Đẹp chưa? Playboy nhá. Con này tư vấn cho các bác là 55-60 cân. 55-60 cân mặc con này đẹp cho em nhá. Size nó rơi vào tầm size SM nhá. Size SM 55-60 cân, lấy cho em con Playboy này nhá. Playboy dịch sát nghĩa nó sẽ là dân chơi đấy nha các bác. Con này đẹp nhá. Hàng Playboy thương hiệu lớn luôn đấy ạ. Logo tất cả mọi thứ thêm 100%. Tem code đầy đủ nhá. Hàng chuẩn chính hãng luôn. Lên cho em mã U17 nhá. U17 70.000 luôn. Chất con này vẫn là chất cốt tông nhá. Chất cốt tông U17 55-60 cân. Nó rơi vào tầm size SM nhá. U18, lên cho bác một bản áo thun cốt tông của nhà The North Face. Con này size trên áo để là size M. The North Face chính hãng luôn nhá. Size là size M, vẫn là chất liệu cốt tông mỏng, mềm, mát, mặc mùa hè cho em đẹp. Con này tư vấn cho bác là 50-60 cân nhá. 50-60 cân mặc đẹp, size nó rơi vào tầm size SM nha. The North Face size SM 50-60 cân. Lên cho em mã U18, hàng chuẩn chính hãng luôn nha. U18. U18 ạ. U19, lên cho bác một bản Nike Big Logo, chất vẫn là chất cốt tông. Con này thì tư vấn các bác nào mà 50 cân đổ lại thôi nhá. 50 cân đổ lại thôi nhá, size của nó là size S. Size S nha. 50 cân đổ lại nhé. Con này hàng Nike chính hãng luôn, vẫn là hàng chuẩn chính hãng, chất cốt tông, bản Big Logo nhé. Bản Big Logo, tem code là đầy đủ cho em này. Đẹp chưa? 70.000 cho em này. Lên cho em mã U19 size S. U20, lên cho bác một bản áo bóng đá của nhà Diadora. Áo bóng đá của Diadora nhé. Đẹp chưa? Con này mua về các bác chơi bóng đá xem là đẹp này. Size con này là size L nhé, size LO. Con này tư vấn cho các bác là 75-80 cân mặc đẹp. 75-80 cân mặc đẹp nhé, hàng áo bóng đá của Diadora. Rồi, size LO nhé, tính ra size Việt Nam nó sẽ rơi chuẩn size XL cho em. Áo con này là siêu mới, áo siêu mới nhé. Nhưng mà cái dòng chữ ở sau nó hơi bị nứt nhẹ này. Đó, nó hơi bị chảy nhẹ nha. Về mặt chơi bóng đá cho em vẫn còn rất là đẹp. Lên trên mã U20, 75-80 cân. U20 nha, phối màu này rất đẹp, chơi bóng đá thì cực kỳ nổi luôn. U20 ạ. Đây, lên cho bác thêm một bản áo bóng đá này. Con này của Real Madrid nha. Bản này là bản retro, bản remake, bản làm lại thôi chứ không phải là áo chuẩn đâu nha. Con này mà nếu mà nó là áo chuẩn hãng thì nó phải 3-4 triệu nha các bác. Đó, còn con này bán 70.000 thôi. Về mặt chơi áo bóng đá cho em, tem code của nó vẫn là đầy đủ, nhưng con này là bản remake, bản hàng fake thôi, bản làm lại thôi chứ không phải là áo chuẩn chính hãng đâu. Con này size của nó là size XL nha các bác. 75-80 cân mặc đẹp. 75-80 cân mặc đẹp. Áo còn rất đẹp, rất mới nha. Real Madrid. Đó, áo còn đẹp nha. Con này thì cái logo chữ S của nó bị chắc thế này thôi. Còn lại mọi thứ thì còn rất là ok nha. Size XL. Lên cho em mặc U21. U21 lấy con Real này về chơi bóng đá cho em nha. 75-80 cân. Lên cho em mặc U21 70.000. Quá rẻ. U22, lên cho bác một bản là áo thun cốt tông của nhà Adidas này. Thun cốt tông của nhà Adidas nhé. Size con này là size XL cho em nhé. Size XL. Đó. Size XL nhé. Bản tem con này là bản tem của thằng Quata đấy. Đó.
Con này lên trên mạng U22 size XL này, 75-80 cân mặt đẹp, 75-80 cân mặt đẹp. Các bác nào mà thích mặt rộng rãi thì 70 cân nhé. Con này chuẩn size XL, vẫn là hàng chính hãng của Adidas, độ mới cao, big logo của Adidas nhé. 70.000 luôn đi, 70.000 U22 ạ. U23 lên cho bác thêm một bản đát, à bản Nike này, con này size M nhé. Con này size M, cỡ 60-60 cân một chút, mặc cho em, mặc đẹp cho em nhé. Lên trên mặt U23, vẫn là Nike chính hãng, big logo, size M nhé, size M. Con này 60-60 cân một chút, mặc đẹp nha các bác, cỡ 60 đổ lại, 60-62 cân đổ lại nha. Con này để cho bác mức giá là 70.000 luôn, 70.000 luôn, vẫn là hàng chính hãng của Nike, chất là chất cốt tông nha. Lên trên mặt U24 lên cho bác thêm một bản của nhà Nike, con này màu vàng, chất vẫn là chất cốt tông, mỏng mát, mặc mùa hè cho em là đẹp nhá. Con này tư vấn cho các bác là tầm 55-60 cân, size SM nhá, 55-60 cân, vẫn là hàng chính hãng của Nike, vẫn là chất thun cốt tông, độ mới ổn nhá, độ mới ổn. 70.000 lên cho em mã U24 nhá. U24 70.000, size SM nhá, 55-60 cân, mặc đẹp cho em nha các bác, hàng chính hãng Nike luôn. Tiếp theo này, U25 lên cho bác một bản đát dài tay nhé. Dòng này nó sẽ là con này là đát vintage. Con áo này sản xuất nó cũng phải được 20 năm rồi nhé. Con áo này nó 20 năm tuổi rồi, nhưng mà độ mới áo là rất là ổn nhé. Chất liệu cực kỳ dày dặn nha các bác. Bác nào mà thích trải nghiệm cái dòng Adidas kiểu vintage, chất liệu rất là dày, chất rất là tốt. Bởi vì đát với Nike 20 năm trước nó làm đồ rất là đẹp. Bây giờ đồ của đát với Nike so với 20-30 năm trước thì không bằng được đâu. Hàng đát, hàng Nike bây giờ nó mới sản xuất ra, cái chất lượng nó không tốt đâu. Con này size của nó sẽ là size L nhé, size LO đấy. Con này bác nào mà cỡ 75-80 cân mặt đẹp, 75-80 cân mặt đẹp nhé. Con đát này thì nó còn rất là đẹp. Đó, bản đát tem vintage này. Con này lên cho em mã U25 nhé, U25 70-80 cân, 70-80 cân nhé, nó dựng tầng size L. U26 lên cho bác một bản áo của Uniqlo, áo cốt tông của Uniqlo nhé. Size con này là size M, 60-65 cân mặc đẹp. Áo còn rất là đẹp, rất mới nhé, hàng của Uniqlo. Đó, mua về mặc ở nhà, mặc đi chơi hoặc đi làm cho em nhé. Áo này rất là mới, hàng Uniqlo nhé, phối trẻ trung, chất liệu cốt tông dày dặn, độ mới thì rất là cao. Con này lên cho em mã U26, 60-65 cân, cao nhất 68 độ lại nhé. U26 ạ. U27 lên cho bác một con Nike big logo, chất vẫn là chất cốt tông, mỏng nhẹ mát nha. Nike T, con này size L nha, size L. Tem cốt đầy đủ nha, hàng chính hãng luôn ạ. Con này lên cho em mã U27 này, U27 vẫn là một con Nike big logo màu xám đẹp nha. Con này tư vấn cho bác là 70-75 cân, cao 1m68 độ lại nha. Lên cho em mã U27 này. U28 lên cho bác một bản Nike, con này cũng là Nike vintage, con này đẹp nha. Đó, mấy cái bản tem cũ này thì nó sản xuất cũng phải 15-25 năm rồi đấy. À 15 năm cho tới 20 năm cho mấy cái bản áo như thế này nha. Con này độ mới rất là đẹp, chất liệu dày dặn này. Đó, các bác mua thử mấy cái dòng Nike Dad vintage này đi, về các bác trải nghiệm cái chất liệu của nó hoàn toàn khác biệt luôn. Con này chất cốt tông dày dặn nha, hàng Nike Golf. Con này tuổi đời của nó cũng ít nhất là 15 năm tuổi rồi đấy. Đó, xấp xỉ 25 năm tuổi. Đẹp nha. Con này size XL cho em này, size XL nha, 80-85 cân mặc đẹp. 80-85 cân mặc con Nike Golf đây cho em nha. Chất cực kỳ dày dặn, nói chung con này rất là đẹp. Nó đẹp từ cái thiết kế cho tới cái phần chất liệu luôn nha. Lên cho em mã U28, U28 size XL nha, 80-85 cân. 80-85 cân, 80-85 cân. Tiếp theo này, U29 lên cho bác một bản áo của Tommy. Chúng ta có một con Tommy này. Tommy này size S nha, 50-55 cân. 50-55 cân. 50-55 cân, mặc con này cho em nhé. Cỡ 50-55 cân, size S Tommy big logo, hàng chính hãng luôn, đẹp chưa? Lên cho em mã U29 này, U29. U30
U30 lên cho bác một bản Nike. Con này size L, 70-75 cân mặc đẹp. Thằng này Nike Steel L đẹp này. Nike size L cho em nhé. Nike size L phối trẻ trung đẹp. Nói chung con này 70.000 là khá là rẻ đấy. Đó, con này độ mới nó không có quá xuất sắc đâu nhé. Độ mới không quá xuất sắc đâu, vì nó là màu đen mà. Đó, nhưng mà 70.000 cho con áo Nike này thì vẫn rất là rẻ đấy nha các bác. Nike size L cho em nhé, hàng chính hãng luôn nhé. Hàng chuẩn chính hãng size L, con này cứ 70-75 cân mặc đẹp cho em nhé. Con này bản tem in rồi, bản tem in 70-75 cân size L, Nike lên cho em mặc U30 U31 lên cho bác một áo, con áo cổ bẻ chất cốt tông của thằng Amber này. Amber Crombie Fitch, đẹp nhá. Hàng chuẩn chính hãng của Amber nhé, con này size M. Size M nhá, con này 60-70 cân. 65-70 cân, 65-70 cân, em xin lỗi nhé, con này size L nhé, con này chuẩn size L. MO ấy, thì nó sẽ ra rơi vào tầm size L châu Á nhé. 65-70 cân mặc đẹp con Amber này nhé, chất liệu cốt tông dày dặn nhé. Logo thêu. Lên cho em mặc U31 ạ. U32 này, lên cho bác một con Champion màu trắng nhé, Champion thương hiệu Mỹ luôn. Hàng của Champion nhé. Con này màu trắng mới. Logo của Champion đây. Con này size M nhá, 60-60 cân ạ. 60-60 cân một chút nhá. Con này cỡ 60-61 cân mặc đẹp. 60-61 cân mặc đẹp nhá. Lên cho em mã U32. U32 một con cốt tông của Champion nhá. Tem cốt là đầy đủ. Logo là rất là đẹp. Đó, Champion hàng Mỹ nhá. Mấy con này mua mặc ở nhà, mặc đi làm cho em là ok này. 60 cân đổ lại nhá. Size M U32 ạ. U33 lên cho bác một bản Nike size S này, 50-55 cân. Nike size S nhá. Đó. Nike chuẩn size S luôn, phía sau phối một cái dòng chữ Just Do It. Đẹp. Độ mới còn rất là cao nhá. Size S cho em nhá, 50-55 cân. Lên cho em mã U33. U33 nhá, U33 size S, 50-55 cân, size S nhá. U34 lên cho bác một bản Nike vẫn là chất cốt tông nhá. Size con này nó sẽ là size M. Size M nhá. Nike big logo. Con này cỡ 60 cân. 60 cân đổ lại nhá. 60 cân. 60-65 cân. 60-65 cân nhá. Con này Nike chuẩn size M, chất cốt tông. Con này vẫn là bản tem in nhá. Hàng chính hãng nhá. Màu đẹp. Đó. 60-65 cân. Lên cho em mã U34, con này size M. U35 lên cho bác thêm một bản Nike big logo chất cốt tông mỏng nhẹ mát. Con này size L, 70-75 cân mặc đẹp. 70-75 cân, lấy cho em mã Nike này đi, nó đẹp nhá. Size là size L nhá, 70-75 cân, chất liệu cốt tông mỏng nhẹ mát, tem cốt đầy đủ nhá. Lên cho em mã U35 size L. U36 lên cho bác một con áo của Marvel nhá. Con này áo của Marvel. Đó, vẫn có một cái logo của Marvel trước ngực này. Con này size của nó sẽ là size L nhá. Size L ạ. Con này cỡ 70-75 cân. 70-75 cân mặc con Marvel này cho em là đẹp này. Lên cho em mã U36, chất liệu cốt tông, size L nhá. U36, 70.000. U37 lên cho bác một bản của Under Armour này. Under Armour big logo nhá. Con này size của nó sẽ là size L. Con này 70-75 cân mặc đẹp, size L nhá, hàng chính hãng Under Armour. 70-75 cân mặc đẹp, dòng big logo, logo nó hơi bị nứt nhẹ nha. Con này mặc đi chơi, mặc ở nhà cho em thôi. Logo nứt nhẹ nha. Đó, con này thì 65-70 cân. 65-70 cân nhá, 65-70 cân. Bác nào thích mặc body thì 75 cân mặc vẫn được, nó là size L nhá. Con này lên cho em mặc U37. U38 lên cho bác một bản của Nike này. Con này size của nó sẽ là size M nhé. Big logo của Nike này. Chất cốt tông mỏng nhẹ mát nhá, 70.000. Size M. Con này cỡ 60-60 cân một chút. Thích ôm body thì 65 cân nhá. Vừa vặn thì 60 cân đổ lại. Lên cho em mã U38. Dòng Nike big logo, chất liệu vẫn là chất cốt tông nhá. Chất cốt tông 70.000. Con này vẫn là bản tem in. 70.000. U38 Nike big logo.
U39 này, U39 nên cho bác một bản Adidas, vẫn là Adidas Big Logo nha. Đây, con này size M. Chất cốt tông nha, chất cốt tông, bản con này cũng là bản tem in luôn nhá. Nike. Lên cho em mã U39 đi, U39 nhá. Con này 55 60 cân size SM nhá. 55 60 cân mặc đẹp size SM. Lên cho em mã U39, Adidas Big Logo chất cốt tông ạ. U40 này, lên cho bác thêm một bản của Nike. Đó, logo của Nike nó làm trước ngực nhìn rất là hay. Con này size S nhá. Size S 50-55 cân. 50-55 cân, mặc bản Nike này cho em mặc đẹp nhá. 50-55 cân, Nike size S nhá. Đó, logo để trước ngực chất cốt tông mỏng mát nhá. Nike size S, con này bản tem in luôn. Made in Nicaragua cái gì này, sản xuất Nhật đấy. Con này U40 nhé, size S 50-55 cân. U41 lên cho bác một bản áo thun cốt tông luôn. Con này vẫn là hàng của Champion, chất cốt tông dày dặn đẹp nha. Hàng Champion thương hiệu Mỹ nhé. Champion thương hiệu Mỹ này. Con này 60, cỡ 60-65 cân mặc đẹp. Con này chuẩn size L, chất liệu cốt tông dày dặn, độ mới áo cao nhé. Mặc kiểu trẻ trung cho em nhé. Hàng chính hãng Champion size M cho em nha các bác. Rồi 60-65 cân ạ. U42 lên cho bác một bản của Polo Ralph này. Con này size M, 60-65 cân mặc đẹp. Polo Ralph Lauren, chất liệu cốt tông mỏng mát nhé. Mặc ở nhà xem là đẹp. Con này cũng là bản tem in luôn. Made in Sri Lanka nhé. Made in Sri Lanka. Con này size M thôi, cỡ 60-65 cân. 60-65 cân. Lên cho em mã U42. U43 lên cho bác một bản của thằng Adidas. Con này màu hồng nhé, nhưng mà nó sẽ là áo của nam nhé. Màu hồng áo của nam nhé. Size con này size L, 70-75 cân mặc đẹp. 70-75 cân mặc đẹp. Con đát này thì còn rất là đẹp. 70-75 cân nhé. Con này là đát tem in, hàng chuẩn chính hãng 100% đấy nhé. Lên cho em mã U43, 70-75 cân, size L. U44 lên cho bác thêm một bản của Champion này. Vẫn là hàng của Champion nhé. Hàng vẫn là thương hiệu của Mỹ nha. Con này size M, phối họa tiết rất là trẻ trung, chất cốt tông dày dặn, độ mới áo cao nhé. Lên cho em mã U44, U44 size M nhé. U44 con này 60-65 cân mặt đẹp. Đẹp mặt. U45 lên cho bác một bản của thằng Givenchy này. Givenchy nhé, con này hàng của thằng Pháp đấy, thương hiệu luxury xa xỉ của Pháp nhé. Con này độ mới cũng ổn, nói chung là ổn, 70.000 các bác mua được con này là rất là rẻ. Con này size M nhé, size M 60-65 cân mặt đẹp. Đó, chất rất là đẹp. Con này hàng của Givenchy nhé. Size M, lên cho em U45. U46 lên cho bác một bản áo, con này áo thun trơn thôi, áo thun trơn made in Bangladesh thôi. Con này mới nguyên tem mạc nhé, con này mới nguyên tem mạc, size của nó là size XL, 75-80 cân mặc đẹp. Con này thì 80 cân mặc là vừa nhất nha, 80-85 cân, size của nó là size XL đấy. Con này mới nguyên tem mạc nha, chất cốt tông mềm mịn mát, con này mới tinh, hàng thun là thun Mỹ đấy. Mấy con trơn này các bác mua mặc ở nhà cho em đẹp này. Lên cho em mã U46 nha, U46 75-80 cân mặc đẹp, size XL cho em con này nha, chất thun rất đẹp, con này mới nguyên tem mạc nha. U47 lên cho bác thêm một bản áo thun Mỹ này. Một con áo thun Mỹ luôn nhé. Con này size của nó cũng là size NO luôn. Con này tư vấn cho các bác là 75-80 cân nhé. 75-80 cân lấy con thun Mỹ này cho em này. 70.000 thôi. Áo mới tinh. Lên cho em mã U47 nhé. U47, 75-80 cân. U48 này. U48 lên cho bác một con Nike nhé. Một con Nike size L màu nâu. Big logo của Nike trước ngực nhá, màu nâu, chất cốt tông đẹp nhá. Con này 75-80 cân. 75-80 cân mặc con này cho em đẹp nhá. Thích mặc rộng rãi thì 70 cân. Vẫn là hàng chuẩn chính hãng của Nike cho em nhá. Tem cốt là đầy đủ nhá. Lên trên mã U48 ạ. U49. U49 con này hàng của Gu nhé, con này hàng của Gu Sport, nó là áo cốt tông, chất liệu dày dặn, con này chất rất là dày nhé, cốt tông dày nhé. Con này size của nó là size XL nhé, con này 80-85 cân mặc đẹp,
80-85 cân mặc đẹp nhé, thậm chí con này 90 cân mặc vẫn vừa. Con này size XLO nhé, hàng của Gu. Độ mới áo cao, mới áo, độ mới áo rất là cao nhé. Con này 80-85 cân, 80-85 cân nhé, 90 cân mặc vẫn được, size nó là size XLO đấy. Form áo này rất là đẹp, chất cốt tông dày dặn này, lên cho em mã U49 70.000. U50 này, U50 lên cho bác một áo, một con áo của Adidas nhé. Con này size L, 70-75 cân mặc đẹp, 70-75 cân mặc đẹp nhé, Adidas. Con này logo của nó hơi bị chóc thôi, về mặc ở nhà đi làm cho em thôi nhé, Adidas. Chất cốt tông mỏng nhẹ mát nha, 70-75 cân này, U50 này. U51 lên cho bác một bản đát ba lá nhé, đát ba lá này, U51. Con này size M nha các bác, size M, 60-65 cân mặc đẹp, Adidas ba lá nhé, tem cốt đầy đủ, 60-65 cân, đát ba lá nhé, chất liệu cốt tông, tem cốt là đầy đủ nhé, hàng chuẩn chính hãng luôn đấy ạ. Size M, 60-65 cân mặc đẹp, rồi U51. U52 lên cho bác thêm một con đát này, U52 phối Adidas đẹp chưa, 70.000 thôi ạ. U52 nhé, con này là size M, à size L nhé. 70-75 cân mặc đẹp cho con đát này nhé, 70-75 cân size L nhé, phối Adidas đẹp chưa, 70-75 cân nhé, lên cho em mã U52, con này size L, tem cốt đầy đủ này, U52 nhé. Chất là chất cốt tông, hàng nó vẫn là hàng chính hãng của Adidas luôn. U53 lên cho bác một con Nike dài tay, Nike dài tay nhé. Size con này nó sẽ là size XL, size XL nhé, nhưng con này thì cứ 70-80 cân mặc đẹp, 70-80 cân mặc đẹp cho con Nike này nhé, đẹp chưa. Đó, chữ phối rất là trẻ trung nhé, phía sau có dòng chữ Just Do It và cái logo của Nike luôn. Con này 70-80 cân, 70-80 cân nhé, 70-80 cân mặc đẹp con này cho em. Rồi, lên cho em mã U53 đi, U53. U54 lên cho bác thêm một bản Nike, và con Nike này nó cũng là Nike vintage nhá. Con này nó cũng phải 20 năm tuổi rồi, 20 năm tuổi rồi nhá. Kinh khủng chưa? Một con áo được sản xuất cách đây 20 năm đấy các bác ạ. Con này size M rồi. Con này 60-65 cân mặc đẹp cho em nhé. 60-65 cân mặc đẹp, con này Nike vintage, 60-65 cân, size con này là size M đấy nhá các bác, size M đây, 60-65 cân. Con này cao cỡ 1m65 mặc cho em thôi nhé, 1m65, nặng từ 60-65 cân mặc đẹp, size M nhé. Con này lên cho em mã U55 lên cho bác một bản áo Under Armour nhé, một con Under Armour. Rồi, Under Armour con này size XL nhé, XL, 75-80 cân mặc đẹp cho em nha các bác, 75-80 cân mặc con Under này cho em nhé, size XL, 75-80 cân, U55, 70.000. U56 lên cho bác một bản Nike Big Logo này, Nike Big Logo nhé, con này 80-85 cân mặc đẹp, 80-85 cân nhé, vẫn là cái dòng chữ Just Do It và cái dòng cái logo của Nike ở đây, 80-85 cân nhé, 80-85 cân mặc cho em mã này này, tem cốt đầy đủ nhé, 80-85 cân, chất liệu cốt tông mỏng nhẹ mát, độ mới áo cao, lên cho em mã U56, 80-85 cân. U57 lên cho bác thêm một bản Nike Big Logo này, vẫn là cái logo của Nike trước ngực áo, con này size S nhé, con này size S cho em, cỡ 50-55 cân mặc đẹp, 50-55 cân mặc đẹp nhé. Con này là bản tem in luôn, Made in Salvador nhé, Made in Salvador, size S, 50-55 cân, 70.000. U57. U58 lên cho bác một bản của thằng con này đẹp này, con này hàng bóng chày này, size L đây, áo bóng chày size L nhé, thương hiệu này nó cũng là thương hiệu lớn luôn, áo còn rất là đẹp, size L nhé, size đẹp luôn, 70-75 cân, 70-75 cân nhé, size nó chuẩn size L luôn đấy, áo bóng chày đấy các bác, tem cốt đầy đủ nhé, lên trên mã U58 nhé, U58 chất liệu cốt tông của 10 áo cao,
U59 lên cho bác một bản Puma này. Đó, con này Puma này. Áo Puma nhé, con này size L thôi. Made in Turkey, sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ nhé. Tem cốt Myanmar, tem cốt là đầy đủ nhé. Con này size L, 70-75 cân mặc con Puma này cho em nhé. 70-75 cân, lên cho em mã U59 nhé. Con này chất cốt tông. U60 lên cho bác một bản Dad này. Dad này con này size 2XL, 85-90 cân nhé. 85-90 cân mặc bản Dad này cho em nhé. 85-90 cân. Con này size của nó cũng là size 2XL nhé. 85-90 cân, lấy cho em bản Dad này nhé. 70.000 thôi. U61 lên cho bác một con Gap Big Logo này. Một con áo thun của Gap Big Logo, con này size M nhé. Con này cỡ 60 cân mặc đẹp. 60 cân mặc đẹp, con này size M nhé. Gap Big Logo, logo theo nhé. Con này lên cho em mã U61. U61 nhé, tem cốt của Gap là đầy đủ. U61 70.000, Big Logo của Gap. U62 lên cho bác thêm một con áo thun của thằng Amber nhé. Amber Crombie Fit đấy ạ. Đó, Amber nhé, logo theo 100%. Con này size S nhé, con này cỡ 50 cân đổ lại thôi. 50 cân đổ lại nha các bác, 50 cân đổ lại mà con Amber này cho em. Lên cho em mã U62. U63, con đá này đẹp này. Con này đẹp thế nhỉ. Con này các bác xin phép các bác em để lại con này em mặc nhé, bởi vì em đang cần tìm quần áo màu tím nhé. Rồi bán đi, mất công rồi. Con này các bác không lấy em sẽ để mặc nhé. Con đá này rất là đẹp, con đá này size L. Con đá này size L nhé. U63 U64 lên cho bác một bản của áo Polo Ralph Lauren này. Polo Ralph Lauren nhé. Polo Ralph Lauren, con này size của nó là size L. Đó, áo Polo Ralph hàng chính hãng, tem cốt đầy đủ cho bác luôn nhé. Phía sau là một cái logo Polo Ralph Lauren với lá cờ Mỹ. Con này size L nhé. 70-75 cân mặc đẹp. Chuẩn size L luôn. 70-75 cân, áo Polo dài tay. Không lỗi lầm gì đâu nhé. U64 70.000. U65 lên cho bác thêm một con Nike Big Logo này. Con này chất thun cốt tông nhé. Con này size của nó là size S, 50-55 cân mặc đẹp. 50-55 cân mặc đẹp, lên cho em mã U65 nhé. U65 size S. U66 lên cho bác một bản áo bóng đá của thằng Umbro nhé. Con này của thằng Gambo Saka size M nhé. 60-65 cân mặc đẹp. 60-65 cân mặc đẹp, lên cho em con áo bóng đá này nhé. U66. U67 lên cho bác thêm một bản Nike Big Logo luôn. Just Do It này, con này size L nhé. Nike. Đó, áo Nike chính hãng luôn đấy nhá. Con này lên cho em mã U67 ạ. U67 size L nhá, hàng chính hãng Nike. U67 chất cốt tông. Đó. U68 lên cho bác thêm một con Nike 70.000. Vẫn là một con Nike rất là đẹp. Con này size L luôn, size L nhá, 70.000. Các bác cố gắng mua 3 mã để được nhận free ship nhá. Còn dưới 3 mã thì vẫn phải chịu tiền ship giúp em nhé. Con này size L, 70-75 cân. Vẫn là hàng chính hãng Nike nhé. U68. U69. Vẫn là một bản áo của Nike nhé. Vẫn là chất cốt tông. Vẫn là áo của Nike chất cốt tông nhé. Mấy con này các bác mặc ở nhà cũng rất là đẹp. Con này là bỏ đi. Con này bỏ đi. Con này bỏ nhé. Độ mới nó không quá cao. Con này em bỏ. U69 nhé. U70 lên cho bác một bản đát dài tay này. U70 con này đát dài tay nhá. Đẹp chưa? Chất con này là chất cốt tông, size là size L nhá. Chất cốt tông size L, con này bản tem in này. Chất cốt tông size L nhá, đát đỏ, size L, 70 75 cân mặc đẹp. Lên cho mã U70 này, U70 70.000. U71 lên cho bác một bản áo của Champion này. Vẫn là một con áo thun cốt tông của Champion nhé. Con này size L, hàng của Mỹ nhé. Con này made in USA. 70-70 cân mặc đẹp. 70-72 cân nhé. Size L, hàng của Champion. Hàng thương hiệu Mỹ nhé. Con này hai logo. Một logo ngực, một logo bên vai. Lên cho em mã U71. 70.000.
U72 lên cho bác một quần áo Kepa hàng của Mỹ luôn. Con này đẹp này, thêu thùa rất là đẹp, USA này, Kepa hàng Mỹ nhá. Con này size M nhá. Size M hàng Kepa USA. Size M con này trên cỡ 60 trên 60 cân một chút mặc đẹp nhá. Size của nó là chuẩn size M nhá. Tem cốt đầy đủ. Lên cho em mã U72 đi các bác. U72 size M nhá. U73 lên cho bác một bản Oasis, con này thì chất thể thao nhá. Vẫn là áo chính hãng Oasis, size con này là size L nhá. 70 cân mặc đẹp, 70 cân mặc con này đẹp cho em nhá. Lên cho em mã U73. U73 nhá, một con Oasis chính hãng chất thể thao, con này độ mới là hoàn hảo luôn. U73 nha các bác. U73, con này size L, 70.000 luôn. U74, lên cho bác thêm một con áo thun màu đen của nhà Champion này. Champion là thương hiệu Mỹ nha, áo mua mới nó rất là đắt đấy. Hàng Champion thì nó rất là nổi rồi, từ trước đến giờ. U74 con này size L nhé, cỡ 60 cân đổ lại, 60 cân đổ lại nhé. Con này Champion màu đen trơn thôi, có một cái logo của Champion bên phía vai thôi. Chất liệu cốt tông dày dặn, size M nhé. Con này 60 cân đổ lại cho em, lên cho em U74. U75 này. U75 lên cho bác một bản áo thất chất cốt tông mỏng nhẹ mát của thằng Under Armour nhé. Con này size LO, con này phải size XL nhé. Con này phải size XL, phải 80-85 cân, 90 cân mặc vẫn được. Size XL nhé, 80-90 cân mặc bản Under Armour này đẹp cho em. Con này big logo, cờ Mỹ phía sau, đẹp chưa? Quá rẻ cho con này rồi, 70.000 nhé, lên cho em mặc U75. U76 lên cho bác một bản Edwin nhé, Edwin là thương hiệu Nhật. Quần jean của Edwin nó bán rất là đắt. Con này size của nó là size M nhé, size M, con này cỡ 60 cân đổ lại nhé. Size SM đấy, 55-60 cân mặc con Edwin này đẹp cho em nhé. Chất cốt tông, độ mới áo cao nhé. Size SM, 55-60 cân mặc con này đẹp cho em này. Big logo, U76 ạ. U77 này, U77 lên cho bác một con Nike. Con này đẹp này, Nike con này rất là đẹp nha. Nike Steel N. Con này 70-80 cân nhé. 70-80 cân, size con này nó sẽ là size XL nha. 70-80 cân, 70 thì mặc rộng rãi thoải mái, còn chuẩn chỉ vừa size 75-80 cân mặc chuyện, mặc đẹp cho em. Con này rất đẹp các bác ạ. Nó là Nike NFL đấy. Đẹp nha. 70.000 cho con này là quá rẻ. U77. U78 nên xuất phát một bản Under Armour nhé. Under Armour, con này size của nó sẽ là size M này. Con này 55-60 cân. Con này size S rồi. Con này không bán. Con này bỏ đi các bác này, nó không được mới lắm. Không được mới lắm. U79 nên cho bác một con Dad size S nhé. Một con Dad size S, bác nào mà cỡ 50-50 cân một chút mặc đẹp này. Adidas size S nhé. Dad size S, U79, 70.000. U80 lên cho bác một bản Under Armour này. U80 Under Armour, con này phối màu xanh nhé, size L, con này cỡ 70 cân đổ lại nhé, 65-70 cân. 65-70 cân nhé. U80, 70.000. U81 lên cho bác một con Nike size L. U81 một con Nike chính hãng size L nhé, chất mỏng nhẹ mát, chất cốt tông mỏng đấy ạ. Đẹp, nói chung con này cũng rất là mới, 70-75 cân mặc đẹp. U81, 70.000. U82 này. U82 lên cho bác một con Nike, con này cũng rất là đẹp này. Nike con này size của nó sẽ là size S nha. Con này 50-55 cân. Nike size S này, 50-55 cân. Lấy cho em con Nike này, nó cũng rất là đẹp, rất là mới. 50-55 cân nhá, chất thun đẹp lắm. U83 lên cho bác một con Tommy này. Tommy đẹp chưa? U83 Tommy nhá. Con này 60-70 cân. 60-70 cân mặc con Tommy này cho em đẹp nhá. Size của nó là size L, hàng chính hãng của Tommy nhá. 70.000, chất thun cốt tông. Ok chưa? U83, U83 Tommy. U84 này, lên cho bác một bản con này áo bóng chày nhá, áo bóng chày.
Con này cỡ 70-75 cân mặc đẹp. Áo bóng chảy đúng không ạ? Áo bóng chảy con này size M, Âu nó rơi vào tầm size L châu Á nhá. Phối đẹp trẻ trung này, 70-75 cân. 70-75 cân, lên cho mã U84 con này đẹp đấy. U85 lên cho bác một bản đát nhé. Bản đát, cái này đát này size L rồi. 70-75 cân mặc đẹp. Adidas dòng đát big logo này. Đát big logo, logo nó hơi nứt nhẹ thôi. Mấy con này mặc ở nhà, mặc đi làm, đi chơi cho em là ok nhé. Size L Adidas nhé. Con này U85, U85 nhé. 70-75 cân mặc đẹp. U85. U86 lên cho bác một con Polo Ralph Lauren này. U86 một con Polo Ralph nha. Con này 80-85 cân mặc đẹp. 80-85 cân mặc đẹp. Đó, các bác mua mấy con này mặc ở nhà mặc đi làm xem ok này. À, chính hãng Polo Ralph Lauren nha. U86 size con này là size XLO nha. 80-85 cân mặc đẹp. Tem cốt đầy đủ. U86. U87, 87 lên cho bác một con Nike nha. U87 một con Nike, phối họa tiết cũng rất là đẹp. U87 con này là size L nhé, size L. 70-75 cân mặc đẹp. 70-75 cân mặc đẹp cho em con Nike này nhé. 70.000 luôn, Nike chính hãng. U88 lên cho bác thêm một bản Nike Big Logo nhé. Hàng chuẩn chính hãng luôn. Nike Big Logo con này size M nhé, 60-65 cân. 60-65 cân, lên cho em mã U88 nhé. Nike Big Logo vẫn là hàng chính hãng nhé. U88 size M nha. U89 này, U89 lên cho bác thêm một bản Nike Big Logo con này size M nha. 60-65 cân mặc đẹp. 60-65 cân mặc đẹp, áo rất mới luôn. Hàng chính hãng Nike size M, mới tinh ạ. Con này 70.000, U89 rất là rẻ. U89. U90 lên cho bác thêm một bản Nike nữa này. Con này size của nó sẽ là size XL cho em nhé. 75-80 cân. Đẹp chưa? Chất thun cốt tông rất là mềm mịn nhé. Size XL cho em nhé. 75-80 cân mặc con Nike này đẹp cho em. Áo mới nhé. Áo rất là mới ạ. U90 nhé. U90. Con này đẹp này. Con này chắc em để mặc. U90. U91 lên cho bác một bản Nike dài tay nhé. Một bản Nike dài tay, con này là size S. Bác nào một cỡ 50-55 cân mặc đẹp nhé. Nike dài tay, Nike dài tay nhé. 50-55 cân mặc đẹp, mặc ở nhà, mặc đi chơi cho em là ok. Size S cái này made in Egypt, sản xuất tại Ai Cập. Nike nhé, Nike logo nó thêu trước ngực này. Con này 70.000, size S nhé. U91. U92 lên cho bác một bản Nike, con này cũng rất là mới nhá. Con này size L, 70-75 cân mặc đẹp. 70-75 cân nha các bác. Nike đẹp chưa? Nó mới lắm, con này rất là mới. Logo sư tử này. Con này 70-75 cân nhá. Lên cho em mã U92. U92, con này rất mới nhá, mới tinh ạ. 70-75 cân, chất cốt tông mỏng nhẹ mát nhá. Đẹp lắm các bác ơi, con này đẹp này. Mới U92. U93 lên cho bác thêm một bản Nike Big Logo nhé. Vẫn là một cái logo của Nike trước ngực thôi. Vẫn là hàng chuẩn chính hãng, vẫn là chất cốt tông nhé. Size M, 60-65 cân mặc đẹp. 60-65 cân mặc đẹp nhé. Mấy cái dòng áo này bên em cũng không giới thiệu quá là nhiều đâu. Giới thiệu nhanh cho các mua. U93 U93 size M nhé. U94 này, U94 lên cho bác một bản đáp chất cốt tông size XL, logo bên phía tay này nhé. Chất cốt tông đẹp, áo rất là mới nhé. Con này 75 cân mặc rộng rãi thoải mái, chuẩn size là 80-80 cân một chút nhé. Vẫn là Adidas chất cốt tông, độ mới cao nhé. XL, size XL nhé. 75-80 cân một chút mặc đẹp này. U94, 70. U95 lên cho bác một bản Under Armour size L này. Under Armour này, đẹp chưa? Chất cốt tông nhỉ. Đó, dòng chữ Victory nó in ở trên trước ngực áo này. Con này áo còn rất là mới, con này đẹp này. Con này rất đẹp nhá. 70-75 cân size L, hàng chính hãng Under Armour nhá. Lên cho em mã U95, rẻ lắm ạ. U96 lên cho bác thêm một bản Under Armour size XL nhá. Con này cỡ 80-85 cân mặc đẹp.
80-85 cân mặt đẹp nhé. Và vẫn là hàng chuẩn của Under Armour nhé. Con này Under Armour bóng chày luôn đấy ạ. Big logo này, đẹp chưa? Mấy con này các bác mặc ở nhà đi chơi cho em quá đẹp rồi. Độ mới áo còn rất là cao nhé. 80-85 cân, U96, U97. Nên cho bác một bản đát nhé. U97 đát, con này màu dễ thương này, màu đẹp này. Đát con này size của nó sẽ là size M đấy nhé. À con này size SM, size SM nhé. Con này 50-55 cân mặc đẹp, size S nhé. 50-55 cân mặc đẹp. Rồi con đát này đẹp này. Con đát này các bác nên lấy nhé. Lên trên mạng U97 nhé. U97, con này chất cốt tông này, hàng chính hãng Adidas luôn. U97 nhé. Con này cũng là bản tem in nhé. Bản tem in nhé, hàng chính hãng 100%. U98 lên cho bác một bản Under Armour nhé. Under Armour, con này vẫn là chất cốt tông, vẫn là hàng chuẩn chính hãng của Under Armour luôn. Chất cốt tông mỏng nhẹ mát nhé. Tem cốt là đầy đủ cho em nhé. Con này size của nó sẽ là size L, 70-75 cân. 70-75 cân nhé. 70.000 cho mã Under Armour này nhé. U98. Rồi mã cuối cùng này, mã cuối cùng U99 lên cho bác một bản Nike logo thêu nhé. Size con này là size XL. Size XL nha, 75 cân mặc rộng rãi thoải mái. Vừa vặn chuẩn size là 80 cân nha. Mã cuối cùng U99 ạ. 70.000 bao ship. Rồi, đây là mã cuối cùng rồi nha các bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn các bác vào Calai buổi tối ngày mai nha.